Bạn đang xem Người đưa tin TV. Theo đề nghị của Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tại công văn số 16 ngày 3 tháng 9 năm 2020 và nguyện vọng của các cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam. Đây là tổ chức cơ sở hội trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Hội. Lễ công bố chính thức được diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Tiến Mai, Phó trưởng ban tổ chức chính sách Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đọc và trao quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam. Tiếp đó, đồng chí Hoàng Tiến Mai đã động viên các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam cũng như Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân. Theo quyết định, Ban chấp hành chính thức của Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam gồm 5 đồng chí do đồng chí Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy làm chủ tịch. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo, nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.